Không ngoa khi nói bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc với rating 26,9% ở tập cuối. Điều này có nghĩa là bộ phim vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc. Một trong những người có vai trò quan trọng đóng góp nên sự thành công này là Song Joong-ki, người đã đóng vai chính trong bộ phim. Và hôm nay, hãy cùng Mèo Đen tìm hiểu về lá số của Song Joong-ki nhé! Và trước khi vào video thì bên mình muốn khẳng định những đoạn thông tin sau đây được chúng mình tổng hợp từ nhiều nguồn, chủ yếu là từ năm 2017 đến năm 2020. Và hầu hết là các nguồn dự đoán đúng kết quả của cuộc hôn nhân giữa Song Joong-ki và Song Hye-kyo. Tất nhiên là đức năng thắng số nên tất cả những gì dưới đây chỉ nên tham khảo. Giờ thì chúng ta bắt đầu nào và chào các cậu nhé, tớ là Mèo Đen. Song Joong-ki sinh ngày 19 tháng 9 năm 1985 tại Daejeon, Hàn Quốc. Song Joong-ki sinh ra là Tân Dậu trong Dậu Nguyệt và có năng lượng kim mạnh mẽ. Nói về vẻ bề ngoài của Song Joong-ki thì do có Tân Dậu nhật trụ nên sở hữu nước da trắng trẻo và mềm mại. Được tiết khí mạnh mẽ bởi thương quan nhâm thủy nên khiến anh ấy trở nên nổi bật. Nếu trong tứ trụ không có thủy thì anh ấy sẽ không thể may mắn sở hữu được nước da đó. Ngoài ra, vì không có hỏa nên mới có thể sở hữu nước da trắng mịn như vậy. Về tính cách và nội tâm của Song Joong-ki thì sẽ có phần khác so với vẻ bề ngoài của anh chàng, bởi lẽ nội tâm bị ảnh hưởng bởi tỷ kiên, còn tính cách biểu hiện ra bên ngoài thì bị ảnh hưởng bởi tài tinh và thương quan. Điều này có thể hiểu là nội tâm bên trong không được linh hoạt và khá cứng đầu, cố chấp, tính cạnh tranh cũng khá cao, bởi vậy về cơ bản là có phần nóng vội, thiếu kiên nhẫn, cần tiết chế bản thân hơn, và những tính cách này sẽ thể hiện với người thân hoặc là với người yêu mà thôi. Tuy nhiên thì mặt tốt là nhờ có thương quan sinh tài cùng sự ảnh hưởng của Ất Mộc nên anh ấy có vẻ ngoài đoan chính, gọn gàng, khoan thai, điềm đạm và dịu dàng. Song Joong-ki có đầu óc nhanh nhẹn, thẳng thắn, phong thái nam tính, không hề keo kiệt, tiêu tiền giỏi và trung thành khiến anh ấy thuận lợi trong việc đối nhân xử thế, vừa là người giỏi giao tiếp, vừa hòa đồng. Anh ấy biến lòng cạnh tranh mạnh mẽ, mong muốn trở thành trung tâm trong mối quan hệ xã hội, thành động lực để làm hết sức mình. Dù là bất cứ việc gì, vì tính cách này mà anh ấy được đánh giá là người chân thành, có nghị lực và tốt bụng, giúp đỡ mọi người, thậm chí có người còn xem nói rằng diễn viên chưa chắc đã là nghề nghiệp hợp nhất với Song Joong-ki, có lẽ những công việc yêu cầu sự nghiêm túc và chân thành lại hợp với Song Joong-ki hơn, như công việc nhà nước. Về đại vận của Song Joong-ki, thủy, hỏa và mộc là những yếu tố mang đến sự may mắn và thuận lợi cho Song Joong-ki, còn thổ và kim thì không. Từ năm 24 đến năm 33 tuổi, ngọ hỏa cần thiết đối với nghệ sĩ xuất hiện, nên có thể gặt hái được nhiều thành công lớn với tư cách là người nổi tiếng. Tài vật dồi dào và trở nên cực kỳ nổi tiếng. Từ năm 34 đến năm 43 tuổi, tị hỏa trong đại vận kết hợp dậu kim và sử thổ trong đoàn cục tứ trụ tạo thành tị dậu sử kim, cục hóa thành kim nên thời kỳ này trở thành đại hạn và sa sút trong đời của anh ấy. Song Joong-ki cần kiểm soát bản thân, vì khi này lòng tự tôn và tính cố chấp đã được đẩy lên cao, dẫn đến sự tổn hại và sự phản bội của người thân. Vào giai đoạn này thì năm 2020, năm 2021 là không ổn. Còn vào năm 2022 và năm 2023 thì tốt. Nhưng năm 2024 lại sợ có chuyện xảy ra và phải cố gắng vượt qua được giai đoạn này. Ngoài ra khi này có một lá ghi rằng Song Joong-ki cũng có thể thành lập công ty, còn lá khác lại nói anh ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền vào giai đoạn này, không chỉ là tiền của cá nhân anh ấy, mà số tiền này còn là trách nhiệm của nhiều người khác nữa. Nó gần như là tài sản chung hơn là tài sản cá nhân. Tuy nhiên, kiếm tiền là một chuyện và quản lý được tiền lại là vấn đề lớn trong giai đoạn này. Nên tránh các việc liên quan đến đầu tư, tài sản như bất động sản phải đi kèm với văn thư, hợp đồng hoặc cho vay mượn tiền lừa đảo. Về sự nghiệp của Song Joong-ki, từ khi này không nên chọn những bộ phim lãng mạn mà hãy chọn khai thác những chủ đề khác. Về đại vận từ năm 54 đến năm 63 tuổi và từ 64 đến năm 73 tuổi trở lên, tuy sẽ trở nên tốt hơn nhưng sẽ xảy ra vấn đề về hệ thần kinh, phải luôn luôn cẩn thận với các bệnh đại tràng, phổi và xương. Hơn nữa, dù là tứ trụ mưu cầu danh dự, địa vị đi nữa thì chỉ khi nào loại bỏ nó thì anh ấy mới có thể thoải mái được.
về tình duyên của Song Joong Ki. Tứ trụ này khó mà kết duyên được với một cô gái nào đấy. Ngoài ra thì khả năng cao những cô gái đi qua đời anh cũng khó mà ở lại lâu được. Còn muốn kết hôn thì phải đợi sang đại vận sau từ tuổi 44 trở đi, thậm chí có người còn nghĩ nên qua tuổi 50. Nhìn chung thì càng muộn thì càng tốt. Nếu trước những độ tuổi này thì dễ ly hôn, hoặc hai người bị bệnh nặng, hoặc là người phụ nữ bị tổn thương nhiều hơn. Nói qua việc hôn nhân trước thì khi ấy có đại vận hỏa kéo đến. Cậu ấy đã nhầm tưởng rằng cậu ấy yêu Song Hee Kyo, nhưng khi hỏa không còn thì cậu ấy lại càng thể hiện sự cố chấp và dần lạnh lùng và xa cách hơn nữa. Việc Song Joong Ki và Song Hee Kyo mâu thuẫn với nhau một cách mạnh mẽ là một điều khó tránh khỏi. Và điều này thì sẽ được giải thích trong một video riêng về khả năng tương thích của hai người, mong mọi người đón xem nhé. Quay lại vấn đề tình duyên của Song Joong Ki. Vấn đề sự cố chấp trong tình yêu của Song Joong Ki khá cao nên dễ sinh ra bảo thủ, muốn làm theo ý mình và dễ nghi ngờ và can thiệp sâu vào hành động và vẻ ngoài của đối phương. Vì vậy, khi yêu nhau, tin tưởng nhau và nhường nhịn nhau là điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ của Song Joong Ki. Tóm lại là Song Joong Ki có xu hướng trở thành trung tâm trong mối quan hệ. Nếu gặp được người không phù hợp thì điều này sẽ khiến người đó mệt mỏi, còn với người phù hợp thì sẽ hiểu rằng Song Joong Ki đã nhạy cảm và quan tâm quá mức và dần dần chấp nhận được anh. Người phù hợp kết hôn thì nên là một cô gái nhẹ nhàng, có phần yếu đuối hơn, hoặc nhỏ tuổi với cách biệt tuổi tác lớn mà cũng có thể ở nhà làm nội trợ. Nói chung là không nên yêu vội và cưới vội, cần điều chỉnh cách hành xử của bản thân để phù hợp với cả mình và người kia. Tất nhiên đây chỉ là một phần lá số của Song Joong Ki. Và nhắc đến tình duyên thì còn phải nhìn vào lá số của người bên kia nữa. Vậy nên phần tiếp theo là khả năng tương thích của Song Joong Ki và bạn gái người anh mới được xem vào hôm nay. Như mình đã nói ở bên trên thì tình duyên của Song Joong Ki có phần trắc trở do ít hoặc không có hỏa, bởi vậy hợp về phần ngũ hành rất quan trọng. Nhìn vào lá số của hai người rất khó để luận cung hợp vì nó chính là tính liên kết của hai người. Nếu hai người đều có tính cách khó lòng thì sẽ khá khó khăn. Nhưng trong cung hợp này vẫn có yếu tố có thể kéo dài lâu, cặp đôi có địa chi, thiên can hợp như thế này sẽ khó mà chia tay sau này. Trong cung hợp của hai người có yếu tố ngũ hành tốt, nhưng việc cả hai có khuynh hướng đối lập nhau có thể sẽ làm khó đối phương. Về phía nữ thì muốn đơn thuần và đơn giản hơn, mà việc này không nên điều chỉnh mà phải chấp nhận như thế, vì việc điều chỉnh sẽ chỉ nổ ra tranh cãi mà thôi. Trước tiên thì năm nay và năm sau, vận hôn nhân và bạn đời của Song Joong Ki khá nhược, cho nên việc hai người có thể vượt qua năm sau hay không xem ra rất quan trọng. Và trên đây là bản lá số chi tiết của Song Joong Ki. Nếu bạn muốn làm idol nào, hãy comment bên dưới. Và các bạn muốn làm bản ngắn gọn của nhóm nhạc nào, hãy tự tin gợi ý cho chúng mình nhé. Như video này thì cũng do một bạn gợi ý cho chúng mình làm đấy. À, đừng quên nếu thấy thích những nội dung như này, hãy để lại một like, share và subscribe để tạo thêm động lực cho chúng mình làm những video như thế này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!